trắng thôi, cũng như mình đo theo diện tích mình lắp ráp phải không? Còn mua cái thanh thanh nó bán nhiều mấy cái nhựa thì mắc lắm, bà chị không mua hả, có bốn thanh mà chỉ mấy thôi, hai triệu á. Nhưng mà nhà trọng lên đó bà nói cho chúng mình còn hơn 2 triệu. Không gì cũng thanh cỡ như đây thôi cho nó đủ rồi. Như đây cô mua khoảng 4 thanh rồi, bởi vì 4 thanh nhỏ gắp vô. Mình mua cho mình qua mua trong đó cho nó bò nó làm nè. Đó là như đó là khoảng triệu mấy thôi không? Nó không bán lẻ mấy trăm nghìn thanh được. Là sao này nó đứng vậy là được đứng ngoài đó, đừng thả chẳng tay cho mình cho nó tự chơi cho nó tự hoạt động cho nó tự cái diễn tự á. Con người chơi cho nó thì con cho nó chơi nè, cho nó chơi vậy chơi rồi nó tự bước tự, tự đứng tự này tự kia luôn. Kêu mẹ ba mẹ nó mua có nó khỏe mình quăng mình chơi cho nó chơi cái nó lai mình cho chẳng mua vô ngồi đây chơi nó hoài à. Nó chơi rồi nó bái à. Nghe tivi đó nha. Nghe tivi đó. Nghe tiếng là ngóng kiếm. Thảo. Thấy gì vậy? Cái không? Mua mua cái nhà banh này nhiêu tiền hả? Có mua cái này loại rẻ nhất luôn á. Mua 200 mấy mà luôn 50 cái banh thì 300 mấy. Xếp luôn rồi cỡ 350. Nó nhiều màu mà con lấy màu đỏ. Mua này nó mua cái thanh trắng luôn một lần mở luôn anh. Ở kia cô tháo ra được, còn này con lắp được dán luôn á. Cho nó cố định gì luôn, không có xếp ra được. Không có xếp được phải không? Nếu như muốn con tháo ra thì nó có cái bột gì vậy em chỉ đắp lên cái nhắn đồng được. Bộ lắp ráp của nó cái gì đã. Này cái này nè, này bố cho nó qua nhà chơi với bà chị con bà chị á. Thì tính mình gặp mua gặp nó được.